Hello, what's good? It's your boy. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay, đây là một cái sản phẩm mà của một cái nghệ sĩ mà tôi không thể nào mà có thể bỏ lỡ được. Ok, đây là một cái sản phẩm mới của Đen và cái bài hát tên là Luôn Yêu Đời. Và ở đây chúng ta có thêm cái featuring của Chang nữa. Đây là một cái nghệ sĩ tôi cũng lần đầu tôi nghe tên thôi, nên là cũng chưa biết bạn này là ai, nam hay là nữ. Nhưng mà một cái sản phẩm của Đen, lần cuối cùng mà tôi làm cái reaction cho cái sản phẩm của Đen thì tôi nhớ cũng được khá lâu rồi đó. Ok, thì đối với tôi, Đen luôn luôn nằm trong cái top list của tôi, top 5, top 10 gì đó, nhưng mà chắc chắn luôn luôn nằm ở trong cái danh sách đầu, gọi là những cái rapper hàng đầu của tôi. Ok, thì không có thời gian các bạn nữa, chúng ta tới phần reaction thôi. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua cái reaction của tôi, hoặc là lần đầu tiên các bạn biết đến kênh của tôi, thì hãy đừng quên để lại một nút like và nút subscribe cho cái channel này nhé, để cái reaction video này được lên đề xuất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tôi có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram, nếu được thì mọi người có thể check qua. Và nhất là TikTok, tại vì tôi sẽ có đăng những cái đoạn shortcut của những cái reaction của tôi ở trên đấy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, chúng ta tới phần reaction thôi, nói nhiều quá rồi. Ok, ok, thì trước khi bấm play cái video này thì như lời nhắc ở mỗi video thì tôi luôn muốn nhắc nhở mọi người uống nước Always Stay Hydrated. Đây không phải là quảng cáo gì đâu, chỉ là tôi muốn mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân thôi. Ok, chúng ta làm một ngụm nước và chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Ok, là một ngọn cây vươn lên không trung, là làn mây đang trôi dung đợi nắng lên. Thật nhiều điều không cho ta yên vui, đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy Mariana. Damn, lâu lắm rồi tôi mới nghe kiểu Đen rap trên một cái con beat như thế này nha. Chắc chắn luôn hồi sẽ có AOA nó drop, nhưng mà đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi. Shit. Oh shit, oh shit, oh shit, let's go. Làn mây đang trôi dung đợi nắng lên. Thật nhiều điều không cho ta yên vui, đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy Mariana. Đã từng bị vây trong cơn mê, từng được nghe câu nó không làm được đâu. Sáng nay thức giấc chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô cùng. Let's go. Ta từng ngẫm điều cũ kỹ, rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ? Nhảy nhót giữa đời như lũ khỉ, ngày thì kiếm cơm đêm ngủ kỹ, lắng nghe cuộc đời đang thủ thỉ và luôn giữ kỹ, không nghe đàm phán với lũ quỷ, dù chỉ là sợi tóc hay là một góc trong linh hồn. Yêu đời là cách ta sinh tồn, không cao không ngạo không lâu khi. Tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình, và ta yêu đời lắm. Yêu đời từ khi mà nó còn tối tăm, chưa biết khi nào nó ngời thắm. Khi mà ta vẫn còn chưa biết sao phải làm sao đối với cuộc đời mình. Khi mà ta vẫn say sưa viết, mà biết không ai sẽ thuộc lời mình. Khi nó còn là vô bộ, mấy thằng đi mà thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ, khi là nhà còn sơ hở và thơ dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở, không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Vâng, luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh, và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả Damn. Xem mình ngày mai là đồng minh, xem mình hôm qua là đối thủ. What? Mình và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lắp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Oh let's go. Là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh, và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm, và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đầy đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất mùa xuân. Để không biết tìm trong trời chưa tiếng biết. Nói với bản thân không được buông, không được buông. Sáng ngày lên đồi xem lá liền xuống gốc trường. Buồn tám trăm nắng vàng và hát miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài mấy năm tay. Là một ngọn cây vươn lên không trung, là làn mây đang trôi dung đợi nắng lên.
chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô bờ. Tốt nhất là nên yêu. Tầm tuổi nào cũng có những trong chân như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hát, như khi còn bé đem trang vở xé mà gấp máy bay. Chẳng mong đợi vì không biết lời gì, chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay. Cuối mắt nhìn đời, thấy mình là một trong muôn vàn người lao động. Ngước lên nhìn trời, cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biết như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là Phan Mạnh Quỳnh. Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới hàng cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ bày sao như là Thái Lo. Let's go, Taylor Swift. Yeah. Cái thumbnail tôi không nghĩ là Đen sẽ rap cho cái con beat như thế này đâu, một cái type beat như thế này không á. Damn. Ngoài mong đợi nha, nhưng mà tôi thích á. Let's go. Wow, cái bạn Trang này làm tôi khá là bất ngờ. Tôi tưởng ban đầu tôi còn tưởng bạn này là một cái bạn nữ nữa cơ, nhưng mà không phải. Damn. Tôi cứ tưởng là ban đầu nhìn tên là Trang, tưởng là một bạn nào kiểu tên Trang hay gì đó, nhưng mà shit. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái bài hát Luôn Yêu Đời của Đen. Như tôi nói là tôi không có hề mong đợi là Đen sẽ rap cho một cái type beat như thế này. Tôi nghĩ là một cái... Tại vì dạo này thì cái âm nhạc của Đen thì nó hướng đến người trưởng thành nhiều hơn. Nói chung là hướng đến khán giả có độ tuổi lớn hơn một chút xíu, hơn là cái khoảng thời gian trước đấy, từ rất là lâu rồi thì... nhạc của Đen thì dần dần thì cái những cái side beat mà những cái bài hát gần đây á, thì tôi cũng không nghĩ là ở cái bài hát lần này thì Đen sẽ sử dụng cái side beat như thế này. Và tôi là một người cực kỳ thích những cái con beat nó dạng dạng như vậy nè, nó kiểu có AOA và nó rất là phóng khoáng á. Theo tôi là sử dụng một từ gọi là phóng khoáng thì và tôi cũng khá là bất ngờ với lại cái vocal của bạn Trang này ha. Tôi cảm thấy cũng khá là hay. Tôi không biết là bạn này là kiểu newbie hay như thế nào, nhưng mà tôi sẽ rất là mong bạn sẽ keep it up với lại cái âm nhạc này. Ok, thì đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm mới của Đen. Ok, thì trời, chắc chắn tôi sẽ hết cái reaction này tắt máy, tôi sẽ ngồi tôi nghe lại. Hay quá, shit, lâu lắm rồi tôi mới nghe một cái bài hát của Đen mà tôi thật sự thích đó nha. Thích về kiểu lời nhạc, lời câu chữ này, và thích về cái con beat luôn. Tại vì dạo này thì thú thật thì những cái bài hát gần đây của Đen thì cái beat nó hơi già một chút xíu. Cái này thú thật thì hơi già một chút xíu, thì đây là một cái bài mà tôi rất là thích. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm này của Đen, mà tôi rất là mong là tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Thật sự là nghe nãy giờ mà tôi không ngưng gật đầu, tôi biết là tôi có gật đầu nãy giờ tôi không ngưng luôn á, nhưng mà không có kiềm chế lại được. Ok, nhưng mà ok, và đó là cách tôi nghe nhạc thôi. Ok, và tôi rất là mong là tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Và chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, và hãy đừng quên check qua TikTok cũng như là những cái trang mạng xã hội của tôi nhé, tại vì tôi sẽ đăng những cái reaction phiên bản đã kết của tôi ở trên TikTok. Ok, và mỗi ngày tôi sẽ có stream live stream vào lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Ok, trừ thứ bảy và chủ nhật. Ok, rất mong là nếu mà mọi người có rảnh thì mọi người có thể ghé qua. Ok, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người ở cái reaction video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người. Ok, và như một khi always stay hungry guys, and peace, and I'm out. Bye guys.